Thực hiện kế hoạch tiếp công dân của lãnh đạo Bộ Công an, sáng nay tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2023. Tại buổi tiếp, các công dân có khiếu nại tố cáo đã tóm tắt nội dung vụ việc và cung cấp tài liệu chứng cứ có liên quan để chứng minh. Trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu những phản ánh liên quan đến khiếu nại tố cáo của công dân, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã trả lời những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của Bộ Công an, đồng thời chia sẻ với những khó khăn mà người dân đang gặp phải. Đối với những nội dung khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của công an các đơn vị địa phương, lãnh đạo Bộ Công an giao thanh tra bộ tiếp nhận đơn và có văn bản yêu cầu thủ trưởng công an cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Đối với nội dung khiếu nại tố cáo không thuộc trách nhiệm giải quyết của Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng đã hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Tại buổi tiếp, các cá nhân có đơn thư khiếu nại tố cáo cũng đã cảm ơn sự lắng nghe, hướng dẫn và có ý kiến chỉ đạo xử lý kịp thời của lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị chức năng trong tiếp nhận giải quyết các ý kiến của công dân.